Alo alo, chào mọi người, mình là Cốc đây. Thời gian gần đây có khá là nhiều bạn inbox mình hỏi một cái thắc mắc là sao mà đưa cái video vào DaVinci Resolve nó lại có hình nhưng không có tiếng. Qua một thời gian mình tìm hiểu á thì thấy có vài lý do dẫn đến cái lỗi này, và mình dành riêng một cái video này để mà sửa cái lỗi này cho các bạn. Ok, để không phí thời gian nữa thì intro ha. Cái vấn đề mà video có hình nhưng không có tiếng trong DaVinci Resolve á, nó đến từ vài nguyên nhân chứ không chỉ có một nguyên nhân. Mình sẽ đi đến từng cái và chỉ cho các bạn cách sửa cụ thể. Rồi, nguyên nhân đầu tiên đến từ Audio Sample Ray. Audio Sample Ray là gì thì bạn chịu khó Google nha. Lỗi Audio Sample Ray thì nó còn có hai lỗi con nữa. Một là Sample Ray của hệ thống, tức là của hệ điều hành á. Hai là sample ray của cái file video. Mình sẽ đi vào cái sample ray của hệ thống trước nha. Đầu tiên thì bạn phải biết cách xem sample ray của hệ thống ở đâu. Với máy Windows 10 á thì bạn bấm chuột phải vào cái biểu tượng loa ở trên cái system tray nè. Rồi chọn Open Volume Mixer. Bấm vào cái icon của speaker device để bật cái property lên. Vào tab Advanced. Ở đây bạn sẽ thấy cái sample ray của hệ thống ha. Hiện tại thì máy mình sample ray đang dùng là 44.100Hz. Có một vài máy để 44.100Hz á thì vào DaVinci Resolve nó lại bị cái lỗi là có hình không có tiếng. Cách giải quyết ở đây á thì bạn chỉnh cái sample ray lên thành 48.000. Ở đây. 16 bit hay là 24 bit đều được ha. Bạn có thể thử từng trường hợp. Rồi, xong bấm OK. Yes. Lỗi này thì có máy bị có máy không ha. Riêng máy mình á thì nó không có bị cái lỗi này. Máy mình thì để sample ray ở mức nào vào DaVinci Resolve nó cũng play được bình thường. Play thử nha. Hey yo, chào tất cả mọi người, mình là Cốc đây. Đó. Đó, thấy không? Có hình, có tiếng bình thường. Rồi, nếu mà bạn tăng sample ray của hệ thống lên rồi á mà vẫn chưa hết lỗi thì có thể lỗi là do sample ray của cái file video. Phần mềm DaVinci Resolve á nó hỗ trợ audio sample ray từ mức 32.000Hz trở lên. Cụ thể nó là mức như là 32.000, 44.100, 48.000, 88.200, 96.000 và 192.000Hz. Phần lớn các video hiện nay á nó thường có sample ray là rơi vào cái mức là 44.100 hoặc là 48.000. Nhưng mà nếu video của bạn á không phải tự quay mà là download từ một cái nguồn nào đó, ví dụ như là download từ Facebook chẳng hạn, thì có thể sample ray của video đó nó đã bị giảm xuống cái mức mà DaVinci nó không hỗ trợ. Ở đây mình có một cái video mà mình download từ Facebook nè, và coi sample ray của nó nha. Đây, sample ray của nó chỉ có 24.000Hz thôi. Đưa vào DaVinci Resolve thử nha. À đây rồi, file này đây. Play thử nè. Không có tiếng gì hết. Kéo xuống timeline coi thử em biết nè. Đây. Không có tiếng, thấy không? Bạn cũng có thể vô cái metadata của nó. Đây, metadata, bấm chọn metadata nè. Ở đây sẽ có thấy cái sample ray đây. Ở đây, thấy không? Rồi, coi cái sample ray của những cái file khác nè. Ví dụ file này, metadata. Đây, 48.000, thấy không? File này thử. File này là mấy cái file này là mình quay bằng camera ha. Đây, cũng 48.000. Rồi, coi cái file này. File này là cái file mà download từ YouTube. Đây, 44.100Hz. Đó. Riêng cái trường hợp mà download từ cái Facebook á thì cái audio sample ray á nó chỉ có 24.000Hz thôi, và bạn play thì nó chỉ có hình chứ không có tiếng. Đó, thấy không? Vậy cách giải quyết cho vấn đề này là như thế nào? Đó là bạn phải convert cái video đó
thành cái video mà có Samurai trong cái mức cho phép của DaVinci Resolve. Và mình khuyến nghị là convert nó lên cái mức 48.000Hz. Để mà có thể convert video á, thì bạn lên mạng, bạn search cái từ khóa là convert video ha. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu các bạn một cái phần mềm miễn phí luôn. Nó tên là Any Video Converter. Thì bạn có thể search rồi vô cái website này, tải nó về. Cái phần mềm nó hỗ trợ cho cả Windows lẫn Mac luôn ha. Và nó hoàn toàn miễn phí. Sau khi các bạn download về xong, cài vào thì bạn bật phần mềm lên. Đây. Rồi bấm vô cái nút này, Add All Wrap File. Chọn cái video cần convert là file này đây. Đây. Chỗ profile á, bạn bấm chọn cái all profile á, rồi kéo xuống cái chỗ mà đây. Common video format nè. Chọn là customize MP4 movie. Bấm vô đây chọn. Đây. Rồi. Những thông tin này basic setting này là cái tên file. Tên file sau khi mà convert á, ví dụ mình đặt là convert video 48.000Hz đi, đặt tên gì cũng được. Ở đây là cái đường dẫn. Đường dẫn mà sau khi mà convert xong á, nó sẽ lưu ở đây chẳng hạn. Rồi, những cái này video size cứ để original đi. Chất lượng để 2 nha, để cho nó ra chất lượng cao nhất. Mấy cái này video codec cứ để này đi. Bitrate ha, bitrate thì để original đi, để nó không có thay đổi gì hết. Frame rate auto luôn. Video aspect thì cũng auto luôn. Rồi, qua phần audio option nha. Đây. Audio codec cứ để AAC cũng được. Rồi, audio bitrate nếu mà có auto thì để, nếu mà không thì cứ chọn 128 cũng được rồi. Rồi đây đây. Samurai đây. Bạn chọn cái 4800 nha, nhớ nha. Rồi ok. Sau đó bạn convert thôi. Đợi nó convert xong ha. Rồi, cái này là nó convert xong rồi nè. Đây là cái file convert xong nè. Bạn chuột phải vô bạn coi nha, coi cái thông tin của nó, property. Rồi detail. Đây. Audio sample rate của nó. Bây giờ là 48.000 rồi nè. Mình lấy cái file này mình kéo thả qua thử nha. Đây cái file này kéo thả vô DaVinci Resolve. Đây. Trong metadata nó cũng sẽ có thông tin thấy không? 48.000 nè. Rồi, play thử. Thấy không? Chào tất cả mọi người, mình nó cóc đây. Đưa xuống tầm like thử nè. Play. Hey yo, chào tất cả mọi người, mình nó cóc. Coi lại cái video mà chưa cần vật này ha. Đây, là video này đây. Play. Không có tiếng gì hết. Còn cái video mà đã được convert nè. Play. Đây. Thấy không? Mình ở quê ha. Đó, thấy không? Rồi, vậy là xong cái lỗi mất âm thanh do audio sample rate. Nếu mà vẫn chưa giải quyết được lỗi của bạn á, thì chúng ta sẽ đi đến cái nguyên nhân tiếp theo. Đó là lỗi do thiết bị đầu vào đầu ra trong setting của DaVinci Resolve. Ví dụ như ở đây, máy mình đang chỉnh sai thiết bị đầu vào đầu ra ha. Thử nha, coi cho bạn play nè. Cái này là mình chỉnh cho nó sai thông số rồi á. Giờ bạn play thử lại nè. Chỗ mà cái mixer nó có âm thanh này không? Nó báo là có âm thanh, có tiếng, nhưng mà bạn play nó không được gì hết. Thấy không? Đó. Để mà sửa cái lỗi này á, thì bạn vào cái menu DaVinci Resolve đây. Chọn Preference. Rồi, cái tab System nè. Chỗ Video and Audio Input Output. Bạn để ý cái chỗ này nè. Đây, 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 cái khung này đây. Ở đây là bạn thấy cái kênh trái phải của nó nè. Đang chọn là Unassigned nè. Cái này là mình cố ý, mình setup cái này để mà demo cho các bạn. Ha. Rồi. Cái lựa chọn đầu tiên các bạn nên thử là chỉnh cái speaker configuration đây. Chỉnh nó về view system setting để mà phần mềm dùng cái setting của hệ thống luôn ha. Máy mình thì chọn cái này xong là nó giải quyết được vấn đề luôn. Rồi, sao thử nè.
Bây giờ play ở ngoài đây thử nha. Hey yo, chào tất cả mọi người, mình là Cốc đây. Thấy không? Có âm thanh này á. Quay lại cái chỗ này đi. Rồi. Nếu mà bạn chọn cái view system setting á mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề thì bạn chọn cái manual đi để mà bạn tự thiết lập thiết bị đầu vào đầu ra cho phần mềm. Rồi coi thử từng cái nha. Monitor set cứ để main đi. Device bấm vô. Máy mình thì chỉ có một thiết bị đầu ra thôi nên ở đây không có nhiều lựa chọn. Nếu mà máy bạn có nhiều thiết bị đầu ra thì bạn có thể thử từng trường hợp ở đây luôn ha. Rồi chọn cái này. Monitor set format thì chọn stereo đi. Nếu mà bạn có dàn âm thanh xịn hơn thì cứ thử những option khác thôi. Rồi ở đây. Rồi tiếp theo là cái kênh trái kênh phải của cái output. Hồi nãy nó là in agile nè, dẫn đến cái chuyện mà bạn play có hình nhưng không có tiếng. Và ở đây thì nó chọn đúng rồi nè. Chọn cái này giờ left đây. Right chọn đây. Và bạn sell thôi. Nếu mà máy bạn á có nhiều thiết bị đầu ra đầu vào á thì bạn thử từng trường hợp ở đây và nhớ là cái kênh left right bạn set cho đúng nha. Ok, sell lại. Play thử. Hey yo, chào tất cả mọi người, mình là Cốc đây. Thấy không? Đó, vậy là có âm thanh này đó. Vừa rồi là hai nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề mà có hình và không có tiếng. Thứ nhất là do cái audio sample rate nó không có khớp. Thứ hai là do chỉnh sai thiết bị input output trong cái DaVinci Resolve. Ngoài hai nguyên nhân chính đó thì nó còn có một vài nguyên nhân khác nữa. Ví dụ như là bạn bấm nhầm cái nút mute nè. Bạn bấm nhầm vô rồi bạn quên tắt đi thì lúc play nó cũng không có tiếng. Thấy không? Đó. Bật lên. Hoặc là bạn đang mute cái âm thanh của hệ thống. Hoặc là có thể là volume nó đang là zero. Ví dụ vậy. Đó. Cũng không có âm thanh, thấy không? Chỉnh nó lên lại. Hey yo, chào tất cả mọi người. Đó, hoặc là âm thanh của hệ thống nè. Bạn đang mute nó hoặc là cái volume nó zero cũng là một cái lý do. Cũng có trường hợp nữa là máy của bạn chưa có cài đúng cái driver âm thanh. Rồi cũng có một trường hợp á là có cái phần mềm mà để mà record màn hình á nó chiếm mất quyền truy cập thiết bị đầu vào và đầu ra của bạn. Ví dụ như là cái phần mềm mình hay dùng á là cái phần mềm OBS. Lâu lâu mình bị trường hợp là bật cái OBS lên á thì mình không có nghe được cái tiếng. Đó là một trong những lý do có thể gây ra lỗi có hình mà không có tiếng trong DaVinci Resolve. Bạn thử kiểm tra từng trường hợp nha. Nếu thấy cái nào đúng với trường hợp của bạn thì nhớ comment báo cho mình biết luôn. Có thể trong video này còn sót những trường hợp khác mà mình chưa có biết. Mình sẽ update thêm những lỗi khác vào cái bài viết của mình ở trên web. Cái bài viết đó mình sẽ để cái link ở dưới cái phần mô tả. Bạn nào mà biết nguyên nhân khác nữa thì nhớ để lại comment để cho mình và những người khác biết luôn nha. À, có một cái phần cơm thêm cho các bạn. Đó là một cái lưu ý cho những bạn nào mà dùng iPhone để quay video. Hãng Apple họ có cái chuẩn format video riêng của họ. Đó là HEVC. Video mà được quay ở format này á thì cái file xuất ra nó sẽ khá là nhẹ. Nhưng mà rất là nhiều cái phần mềm biên tập video không có hỗ trợ cái format này. Và có khả năng là sẽ dẫn đến cái lỗi là bạn đưa cái video đó vào chỉnh sửa, nó sẽ có tiếng nhưng không có hình. Nếu mà bạn muốn thuận tiện cho việc biên tập video á thì nên chọn option là Most Compatible trong cái phần chỉnh camera của iPhone. Còn những cái video nào á mà đã quay bằng cái format HEVC rồi á thì bạn phải convert nó thành cái định dạng MOV hay là MP4 với cái format bình thường á để có thể chỉnh sửa được cái video đó. Rồi, vậy là xong bài hướng dẫn fix cái lỗi mà có hình nhưng không có tiếng. Ok, nếu bạn có thắc mắc gì thì để lại comment bên dưới ha. Rồi, vẫn câu nói cũ, mình chỉ hướng dẫn các bạn cách để mà câu cá thôi. Còn cái việc mà câu được cá lớn hay cá bé thì tùy thuộc vào đầu óc và kỹ năng của bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like, share, subscribe, ủng hộ cho Đất Channel nha. Bye bye and good luck. Let it go, let my body go. Let my body's high.